Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ hai nha anh em. Em tiếp tục lên sóng một cục máy custom 90 giá tốt luôn. Đó, em bán là 8 triệu rưỡi nha. Máy bao im, bao cực mạnh luôn, bao cực mạnh, cực im, bao rin 100%, lòng còn sơn rin. Đó, lửa là như mới luôn. Lửa nè, mở ra nghe mùi thơm luôn. Hai cái nắp này cũng sơn rin rất là đẹp nha anh em. Đây, nắp cá với nắp lửa nè. 8 triệu rưỡi nha, giá quá im luôn. Đối với một máy custom, đầu đẹp, lòng đẹp, nắp, hai cái nắp thì có xuống theo thời gian nhưng mà được cái là không có dặm, ốc tán xi cũng đẹp, củ đề đẹp, củ đề đẹp. Máy là cực mạnh nha, máy này tại vì em chạy chạy một vòng rồi nên nó rất là mạnh, mình chạy rồi mới cảm nhận được nha anh em, chứ mình đậu một chỗ thì dặn cũng không thể nào cảm nhận được. Ốc đầu rất là đẹp luôn nha, ốc đầu nè, 8 triệu rưỡi nha, giá quá im luôn. Lửa nè, xuất sắc đó. Còn em muốn mua không lấy lửa, không lấy củ đề, em có thể tháo ra bán cho anh em luôn, anh em tùy anh em thôi nha. Muốn mua nguyên cục về thì 8 triệu rưỡi, còn ví dụ không lấy lửa thì trừ, cứ trừ tiền ra, không lấy củ đề trừ tiền ra, mua kiểu nào cũng có thể bán được nha. Anh em cần cứ alo em nha, 0933207208 nha. Đó, máy này về gác lên là bay thôi nha. Đối với những anh em mà đi mà xem thấy yếu quá thì mua nguyên cục gì về để lên chạy, rồi khi nào chán thì tháo ra bán lại nha, chứ đừng có làm máy làm thì nó cũng không có ngon lành gì hết. Máy này bốn ốc đầu xuất sắc nha, bốn ốc đầu này gỡ ra không là bốn ốc đầu này bán, bốn ốc đầu này không là phải 600.000 nha anh em, tại vì bốn ốc đầu này quá đẹp luôn, nó còn 7 màu á, đầu cũng đẹp nè, lửa cũng đẹp nè, nói chung cục máy này vậy là cũng khá toàn diện nè. Và nó im với nó mạnh nữa nha, không hú hí gì hết, quá xuất sắc. 8 triệu rưỡi nha, còn không lấy lửa thì 7 triệu rưỡi, tùy anh em thôi nha, muốn bán muốn mua kiểu nào cũng được nè. Ốc nè, máy custom 90 đó, quá đẹp. Rồi anh em cần cứ alo nha, 0933 207 28.